Thưa quý vị, cuối giờ chiều qua ngày 13 tháng 8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh có buổi kiểm tra dự án đường Vành đai phía Tây và đường DT601 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo sở ngành thành phố và huyện Hòa Vang. Dự án tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 đi qua địa bàn 5 xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên, có tổng chiều dài tuyến hơn 19 km. Đến nay, phần đền bù giải tỏa đã cơ bản hoàn tất. Phạm vi hướng tuyến chính còn vướng 2 hồ sơ, phạm vi nút giao quốc lộ 14B còn 88 hồ sơ đất ở. Phần thi công 4 cầu, cầu Lâm Viên, cầu Hội Phước và cầu vượt DT602 đã hoàn tất và thông xe. Riêng cầu vượt quốc lộ 14B đã hoàn thành toàn bộ phần cầu và cống hộp giảm tải. Phần tuyến giá trị khối lượng đã thực hiện đạt trên 81%. Theo đánh giá, tiến độ thi công dự án đường Vành đai phía Tây chậm trễ so với kế hoạch ban đầu. Hiện nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đến thăm và kiểm tra công trình đường Vành đai phía Tây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhắc nhở ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và huyện Hòa Vang sớm vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng để thi công trước mùa mưa bão, đồng thời động viên ban chỉ huy công trình và đề nghị Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cần huy động thêm thiết bị máy móc và nhân công để hoàn thành kế hoạch theo cam kết. Cũng thực hiện cái chỉ đạo của ủy ban và của tổng công ty thì cũng thấy là lực lượng xe máy công nhân rồi cũng làm ngày làm đêm tăng ca tăng kíp, chúng tôi đánh giá rất là cao. Thì bây giờ tranh thủ mùa nắng này thì chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ lên như cái cam kết mà tổng giám đốc đã cam kết với chúng tôi. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn hứa sẽ tập trung lực lượng để nhanh tiến độ để hoàn thành dự án và thông xe trong cuối năm nay. Theo cái chỉ đạo của chủ tịch cũng như tư lệnh binh đoàn 12 thì chúng em sẽ quyết tâm theo cái chỉ đạo đấy là cố gắng làm sao đạt được các cái tiến độ, làm sao huy động máy móc thiết bị cũng như nhân công để làm ngày làm đêm để đạt được cái yêu cầu và làm sao cuối cùng là cái dự án hoàn thành. Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra tình hình thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường DT601 và nghe báo cáo khó khăn vướng mắc khi thi công qua các đoạn còn vướng giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ban quản lý dự án phải tích cực phối hợp với hội đồng bồi thường thiệt hại và tái định cư huyện Hòa Vang tiếp tục tháo gỡ, giải quyết 40 hồ sơ còn lại. Có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công ngay đến đó, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023.